Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều mô hình sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính và qua đó thu về nhiều kết quả tích cực. 10 giờ sáng, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã có khá đông người đến làm thủ tục hành chính. Nhưng tại cửa số 3, nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch, anh Nguyễn Anh Dũng chỉ phải chờ 15 phút là đã được đáp ứng nhu cầu. Hôm nay tôi đến là để cải chính thông tin về của bố tôi. Bố tôi là đã mất nên là cái việc tôi phải đi ra cải chính thông tin thay cho bố. Và cái việc mà ra đây làm hồ sơ thì rất là nhanh. Chung là các nhân viên ở đây thì các chị và các anh cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình, chu đáo. Vào thứ tư hàng tuần, thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch được tiếp nhận tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Trong thời gian từ 8 giờ đến 15 giờ, sẽ được công chức giải quyết và trả kết quả ngay trong vòng tối đa 2 giờ làm việc, thay vì giải quyết trong 8 giờ làm việc theo quy định hiện hành. Chúng tôi cũng chỉ là sắp xếp thời gian đảm bảo khoa học và phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn để thực hiện hiệu quả mô hình sáng kiến và đảm bảo giải quyết trả hồ sơ cho công dân theo đúng quy định. Bên cạnh triển khai ngày thứ tư tốc ký, tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đưa vào mô hình quét mã QR để công dân thực hiện các công việc, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán chi phí giải quyết thủ tục hành chính, đóng góp ý kiến về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cái tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các cái official account Zalo, thì từ đó để cho người dân có thể 24/7 thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại nhà, không phải đến trụ sở Ủy ban dân các phường và quận. Chỉ số cải cách hành chính năm nay của Hà Nội cho thấy sự chuyển biến trong cải cách của khối quận huyện có sự tiến bộ rõ nét sau nhiều năm. Phương thức lãnh đạo quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành của thành phố Hà Nội đã tạo động lực mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tới tận địa phương, đơn vị.